đang trên đường vào trạm kiểm lâm của chiến khu D ở rừng Nam Cát Tiên để thăm các anh kiểm lâm ở đây. Hôm nay có dịp anh Linh ảnh ghé khu quỷ miền Đông. Dạ. Thăm anh em thì anh em trạm thì bắt con gà nấu cháo thưởng thức. Dạ. Mà gà đây là nuôi chặt mối, anh em lấy mối về cho ăn. À. Không có ăn cám công nghiệp. Nghĩa là gà này mình nuôi giống như là thả trong rừng luôn vậy đó đúng không anh? Đúng rồi. Bây giờ thay vì nấu cháo gà thì anh cho em mượn cái bếp. Em sẽ nấu một món khác cho anh cũng từ gà. Dạ. Nấu không có bếp ga nha, nấu bằng củi. Vậy thì càng hay hơn nữa. Rồi. Dạ. Hầu hết rau ở đây được các anh trồng để ăn hàng ngày, cái vị rau cũng sẽ rất là khác, thơm hơn. Để làm món này á, thì chúng ta sẽ cần rất là nhiều rau thơm. Ở đây tôi có là rau tía tô, quế. Ở đây có hai loại tía tô đỏ nè, tía tô trắng. Ngoài ra thì để ướp thì tôi có cả tỏi, hành tím và hành lát. Cái quả cà lông này á, là chúng ta dùng làm nước chấm để dầm với lại cả ớt và chấm trong những cái món cá nướng hoặc là gà nướng. Nó có cái vị chua rất là đặc trưng. Để ướp gà thì ở đây tôi có nước mắm nhỉ, đường, tỏi, ớt, hành tím, hành lá. Rồi bây giờ tôi sẽ bắt đầu ướp sơ qua bằng nước mắm nhỉ nguyên chất. Sau khi áo sơ qua một lớp mắm nhỉ trên da thì tôi sẽ để đây đợi cho thấm và tôi sẽ đi giã tất cả chỗ gia vị này để ướp. Bây giờ tôi sẽ cho ớt vào, một ít đậu hành. Đã xong rồi, bây giờ tôi sẽ cho hết nước mắm vào đây, trộn đều lên, sau đó sẽ ướp lần thứ hai. Chúng ta cho hết chỗ nước ướp này vào, ướp phải ở từ phía bên trong, gà thấm luôn ha. Bây giờ tôi đã hoàn thành công đoạn ướp. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua để đi hấp cái chỗ gan mắm nhỉ nè. Đây chỉ là chảo để ướp. Bây giờ tôi sẽ cho vào nồi gan để hấp gà. Bây giờ tôi sẽ làm nước chấm cái quả cà lông này. Sau khi mà chúng ta đã cạo hết cái phần lông xung quanh thì mình sẽ cắt nhỏ ra và giã chung với lại muối để làm nước chấm. Thường thì để chấm gà mọi người sẽ giả muối tiêu chanh đúng không ạ? Nhưng mà ở đây chúng ta đang trong rừng, hiện tại là không có chanh nên mình sẽ dùng cái quả cà này thay cho quả chanh. Để tăng mùi vị thì chúng ta có thể cho thêm một ít ớt vào cho nên có vị cay. Như thế này là chín rồi, bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị để thưởng thức thôi ha. Bây giờ món gà hấp mắm nhỉ đã lên mâm và chúng ta chuẩn bị thưởng thức thôi. Anh Tâm, bây giờ là em đã nấu xong món gà hấp mắm nhỉ lên mâm. Thì bây giờ em mời anh Tâm với lại các anh ở trạm mình thưởng thức thử xem là nó như thế nào. Nước chấm này cái vị nó rất đặc biệt. Ví dụ như bây giờ các bạn có thể chấm gà thay vì muối tiêu chanh thì chúng ta đổi qua chúng ta chấm bằng cái nước cà này, có vị chua nhẹ, không chua gắt như chanh. Và cái chúng ta có thể thêm một tí đường ở trong này nữa cho nó có một cái mùi hơi lạ. Anh Tâm với lại là anh Đức thì em cảm ơn các anh là đã đón tiếp em và cho em cái cơ hội là được nấu cái món này để phục vụ các anh. Đây, em cảm ơn ạ. Singapore hiện đại không chỉ là niềm tự hào của châu Á mà còn của toàn thế giới bởi sự phát triển kinh tế thần kỳ đi kèm với một thành phố xanh, sạch, đẹp. Cùng với đó là...